hôm nay trong video này xin mời cả nhà cùng tham quan cống ngăn triều Bến Nghé, đường song hành Võ Văn Kiệt, chỉnh trang bến Bạch Đằng và tình hình cầu Thủ Thiêm 2. Đây là cống ngăn triều Bến Nghé, một trong 6 cống ngăn triều của dự án chống ngập toàn thành phố có tổng kinh phí hơn 10.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm 6 cống ngăn triều là Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận, hiện đã đạt khoảng 96 tổng khối lượng nhưng ngừng thi công gần nửa năm nay và mới được thi công tiếp. Trước mặt chúng ta đây là đường song hành Võ Văn Kiệt với dự án dài hơn 500m với hai làn xe và có điểm đầu là nút giao Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thái Học và điểm cuối là nút giao với đường Bách Tơ với tổng chi phí hơn 71 tỷ đồng. Đường song hành này giúp xe từ quận 5 đi thẳng đến bến Bạch Đằng được thuận lợi hơn, giúp giảm lưu lượng xe ùn tắc trước cửa hầm Thủ Thiêm. Công viên Bến Bạch Đằng ở quận Nhất sẽ được bổ sung thêm cây xanh, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng, ghế ngồi lát nền mới với tổng kinh phí hơn 68 tỷ đồng. Phạm vi cải tạo chỉnh trang gồm toàn bộ khu công viên Bến Bạch Đằng từ ranh cột cờ Thủ Ngữ đến ranh dự án khu phức hợp Ba Son dài khoảng 1.3 km và diện tích khoảng 23.400 m². Thành phố vừa thông qua việc chi 3,5 tỷ đồng trùng tu tượng Đức Trần Hưng Đạo và 29 tỷ đồng để sửa sang công viên Mê Linh.